Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ do Ngài Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm chính thức nước ta trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 7. Lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng vào sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng với sự chủ trì của Bộ trưởng Phan Văn Giang. Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Lloyd Austin đã đồng chủ trì hội đàm. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hợp tác quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thiết thực, phù hợp với mối quan hệ đối tác toàn diện đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực về khắc phục hậu quả chiến tranh, bao gồm tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích, rà phá bom mìn, xử lý hậu quả chất độc da cam dioxin, giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống như phòng chống COVID-19, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, quân y, đào tạo. Nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Việt Nam. Hai bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015, trong đó ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, hợp tác quân y, phòng chống COVID-19, đào tạo, cũng như tìm hiểu khả năng, nhu cầu mỗi bên trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nhất trí tập trung thúc đẩy dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa đúng tiến độ và các dự án nhân đạo khác tại Việt Nam, cùng các gói hỗ trợ về thực thi pháp luật trên biển cho Việt Nam. Tại hội đàm, hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong việc thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ ADMM+ nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Hai bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, giải quyết hòa bình các tranh chấp cũng như duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và tự do hàng không, hàng hải tại các vùng biển và đại dương theo quy định của pháp luật quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS 1982. Kết thúc hội đàm, hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam, đồng thời trao cho nhau một số kỷ vật chiến tranh.